Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Adipka ở Donetsk đã bị bao vây chặt từ ba phía và quân đội Nga đang nỗ lực xác định các vị trí pháo binh của lực lượng Ukraine. Ông Anton Kosukol, người phát ngôn của Trung tướng Marko Berutko, chỉ huy lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 110 của Ukraine đã nói rằng thành phố bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng, nó đã bị san phẳng. Ông cũng mô tả tính chất không ngừng nghỉ của các cuộc giao tranh hàng ngày. Nga liên tục cố gắng tấn công, chủ yếu bằng bộ binh, nhưng không phải ở mọi vị trí trong toàn bộ khu vực Adipka. Sau khi bị Ukraine phản đòn mạnh, quân đội Nga đã tập hợp lại. Ông Kosukol cho biết Nga đang củng cố lực lượng. Họ đã đưa khoảng 40.000 người đến đây cùng rất nhiều loại đạn dược. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Adipka. Gần đây, Nga đã triển khai các đơn vị nhỏ để tấn công, thường từ 10 đến 20 người. Lực lượng Ukraine thường phát hiện các đơn vị này và sau đó pháo binh Ukraine bắt đầu vô hiệu hóa đối phương. Khi nhóm tấn công của Nga tiến lên, họ sẽ triển khai một số lượng lớn máy bay không người lái. Khi pháo binh của Ukraine giao chiến với bộ binh của Nga, Nga sẽ cố gắng xác định chính xác vị trí của pháo binh Ukraine. Đây là một loại trò chơi mồi nhử. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga muốn bao vây Adipka và đang tung một lượng lớn trang thiết bị cũng như nhân lực vào trận chiến. Nga đã cố gắng tích lũy một số lượng lớn nguồn lực trong những tuần gần đây, rút lui khỏi các khu vực khác trên mặt trận và cố gắng bao vây từ sườn phía Bắc và phía Nam. Động thái mới nhất này cho thấy Moscow nhiều khả năng muốn cắt đứt nguồn tiếp tế của Ukraine, giới phân tích lưu ý. Chuyên gia quân sự Oleksiy Hetman của Ukraine nói rằng Nga không lên kế hoạch tấn công trực diện mà thay vào đó bao vây Adipka để Kiev không thể cung cấp thứ cần thiết cho các lực lượng trong thành phố. Nhiều nhà phân tích cho rằng tình hình ở Adipka thực sự rất khó khăn đối với Ukraine. Nga dường như đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để giành quyền kiểm soát Adipka. Nhiều người đã suy đoán về các mục tiêu của Nga khi đổ mọi nguồn lực cho trận chiến tại đây. Về mặt quân sự, Adipka được coi là một cái gai trong hàng phòng ngự của Nga. Việc chiếm được Adipka có thể giúp Nga giữ vững bán đảo Crimea. Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía Nam và điều này có thể đe dọa Crimea hoặc ít nhất là đưa Crimea vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa mà Kiev đang sở hữu. Do đó, Nga nhiều khả năng muốn gây sức ép buộc lực lượng Ukraine phải tiến về phía Bắc để bảo vệ Adipka. Adipka đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine. Nơi đây từng bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát một thời gian ngắn vào năm 2014, nhưng quân đội Ukraine đã nhanh chóng giành lại và xây dựng các công sự kiên cố. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công thị trấn này vào tháng 10 năm 2023, chủ yếu bằng bộ binh. Nếu Ukraine để mất Adipka thì đây sẽ là một cú giáng nặng nề đối với họ vì Kiev đã đầu tư rất nhiều nguồn lực xây dựng tuyến phòng thủ suốt 8 năm qua, đồng thời đưa vào thị trấn này để lên kế hoạch, hành động và thu hút các lực lượng Nga. Chưa kể, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức lớn vì muốn giành lại thị trấn từ tay Nga. Tờ The Times of Israel ngày 9 tháng 11 dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết sau 10 giờ giao tranh, lữ đoàn bộ binh Nahal thuộc quân đội nước này đã chiếm được một thành trì quan trọng của Hamas, được gọi là Tiền Đồn 17, nằm ở phía tây Jabalia. Theo IDF cho biết, các binh sĩ đã chiến đấu với các tay súng Hamas và thành viên phong trào thánh chiến Hồi giáo Islamic Jihad bên trong thành trì. Cuộc giao tranh diễn ra cả trên mặt đất và theo tuyến đường ngầm trong khu vực. IDF cho biết thêm, các lực lượng Israel đã thu được nhiều loại vũ khí và xác định vị trí nhiều đường hầm trước đây chưa phát hiện, trong đó có một đường hầm nằm cạnh một trường mẫu giáo dẫn tới một tuyến đường ngầm rộng rãi. Ngoài ra, các lực lượng Israel còn tìm thấy kế hoạch tác chiến quan trọng của Hamas ở Tiền Đồn 17. IDF không cung cấp ngay thông tin về thương vong của phía Israel trong trận giao tranh này, nhưng cho biết là hàng chục tay súng trong ở Tiền Đồn 17 đã thiệt mạng. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, các lực lượng Israel hoạt động tại dải Gaza đã phát hiện một xưởng sản xuất máy bay không người lái UAV và kho vũ khí của Hamas bên trong một tòa nhà dân cư. IDF cho biết tòa nhà này nằm ở khu xây rắc quan của thành phố Gaza, bên cạnh một trường học và liền kề với địa điểm sản xuất cùng kho vũ khí là phòng ngủ dành cho trẻ em. Đoạn phim phát đi cho thấy các lực lượng Israel tìm thấy một số UAV của Hamas trong tòa nhà, cũng như thiết bị được sử dụng để chế tạo UAV cùng hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ. Trước tình hình xung đột Israel-Hamas căng thẳng, dòng người Palestine ở miền Bắc Gaza di dời về phía Nam ngày một gia tăng.
quốc tế nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ nhân đạo. Tiến sâu vào trung tâm thành phố Gaza, phó đài chính của Hamas, quân đội Israel tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát miền Bắc Gaza. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định, chúng tôi chứng kiến 50.000 người dân di chuyển từ phía Bắc dãy Gaza xuống phía Nam. Họ di chuyển vì họ hiểu rằng Hamas đang mất quyền kiểm soát ở phía Bắc và miền Nam an toàn hơn. Ở miền Nam, họ sẽ nhận được thuốc, nước và thực phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dòng viện trợ nhân đạo đến miền Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép người dân Gaza di chuyển khỏi vòng kiểm soát của Hamas ở phía Bắc dãy Gaza đến phía Nam dãy Gaza. Hamas đã và đang mất thêm quyền kiểm soát ở phía Bắc. Quân đội Israel cũng tuyên bố đến nay đã phá hủy thành công 130 đường hầm ẩn náu của Hamas dài hàng trăm km. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hamas đã tung các đoạn băng hình về các trận chiến ác liệt trên các tuyến đường ở Gaza với phía quân đội Israel. Nhiều đợt đổ bộ bằng xe tăng của Israel đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ với các đợt phục kích bằng đường hầm dưới lòng đất của các chiến binh Hamas. Dẫu vậy, một chỉ huy cấp cao của Hamas cũng thừa nhận một số khu vực ở Gaza đang trong tầm kiểm soát của Israel, song sự kháng cự của Hamas sẽ là lâu dài, điều sẽ khiến Israel tổn thất lớn. Hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các cuộc giao tranh tại Gaza sẽ lắng xuống. Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh sẽ không có ngừng bắn nếu con tin không được thả và Israel chưa chuẩn bị cho sự dung thứ. Trước tình hình đó, quốc tế không ngừng tìm kiếm các khoảng thời gian ngừng bắn nhân đạo để viện trợ cho người dân Gaza. Hôm qua, các ngoại trưởng của G7 đã ra tuyên bố chung để thể hiện quan điểm thống nhất về cuộc xung đột ở Trung Đông, trong đó lên án Hamas và ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng cũng kêu gọi tạm dừng nhân đạo để đẩy nhanh việc viện trợ cho dân thường. Nhiều chuyến hàng viện trợ của các nước đã đến được Gaza trong những giờ qua. Qatar cũng đã đưa ra đề xuất cụ thể về việc thả 10-15 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 1-2 ngày, nhưng có vẻ chưa khả thi trong bối cảnh hiện nay. Khi Israel đang dần kiểm soát được một phần ở Gaza, tương lai của vùng đất này bắt đầu được nhắc đến. Trong khi Thủ tướng Israel để ngỏ khả năng kiểm soát về an ninh tổng thể Gaza trong tương lai, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định một khi Hamas mất quyền kiểm soát Gaza, thì vùng đất này và bờ Tây cần được nằm dưới sự quản lý của chính quyền Palestine hiện tại. Theo tờ New York Times Mỹ cho biết, vài ngày trước, cuộc tấn công trên bộ của Israel vào dải Gaza bắt đầu. Israel đã gần đạt được thỏa thuận, theo đó Hamas thả con tin để đổi lấy việc tạm dừng không kích. Tờ báo dẫn nguồn từ các quan chức Ả Rập và phương Tây giấu tên cho hay, các cuộc đàm phán liên quan đến phóng thích con tin để đổi lấy tạm dừng không kích Gaza đã đột ngột dừng lại trước khi xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel bắt đầu tiến vào Gaza vài ngày sau đó. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc tạm dừng chiến sự được cho là vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh liên lạc bị gián đoạn, có thông tin cho rằng Hamas cần 5 ngày để tập hợp các con tin, trong khi Israel yêu cầu nhóm này phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng vài giờ. Hơn nữa, Israel yêu cầu danh sách chi tiết tất cả những người sẽ được thả vào phút cuối. Hai quan chức am hiểu về các cuộc đàm phán tiết lộ rằng những yêu cầu này là lý do chính khiến thỏa thuận cuối cùng không thành công. Các yêu cầu được coi là quá khó để Hamas đáp ứng trong bối cảnh Israel đang bắn phá Gaza. Nhưng khi các cuộc đàm phán được cho là đã nối lại, Hamas được cho là đang bổ sung các yêu cầu của mình, kêu gọi cung cấp nhiên liệu để vận hành các bệnh viện ở Gaza. Nhiều bệnh viện trong số đó hầu như không hoạt động do các cuộc không kích của Israel hoặc các dạng chiến sự khác. Tình trạng thiếu điện trầm trọng đến mức các ca phẫu thuật phải được tiến hành dưới ánh đèn điện thoại di động. Cũng theo tờ New York Times, nguồn cung cấp y tế cũng đang cạn kiệt với một số ca phẫu thuật lớn, bao gồm cắt chi và phẫu thuật não, được thực hiện mà không cần gây mê. Là một phần trong nỗ lực thiện chí nhằm đàm phán một thỏa thuận con tin lớn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ đến Gaza, Hamas đã thả hai con tin người Mỹ và hai phụ nữ Israel để thể hiện thiện chí sẵn sàng hợp tác với chính phủ Israel. Ông Ron Dermer, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, xác nhận với các nhà báo vào tuần trước rằng Israel đã tạm thời dừng hoạt động quân sự ở các khu vực của Gaza để cho phép các con tin mà Hamas phóng thích được đưa đi an toàn. Nhưng đây chỉ là sự ngừng hoạt động tạm thời để thực sự đưa con tin của bạn đến nơi an toàn. Ông Dermer nhấn mạnh và làm rõ rằng những động thái như vậy không nên bị nhầm lẫn là việc nới lỏng quyết tâm của Israel trong mục tiêu vô hiệu hóa Hamas. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong bối cảnh có nhiều thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán
về một thỏa thuận tạm ngừng bắn giữa quân đội nước này và Hamas. Theo AFP, một nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas trước đó cho biết, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để trả tự do cho hàng chục con tin mà lực lượng này bắt giữ, trong đó có người Mỹ, để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Gaza. Theo nguồn tin trên, việc tạm dừng giao tranh đang được dàn xếp để giúp Ai Cập kéo dài khoảng thời gian cung cấp viện trợ nhân đạo và để Hamas thả con tin. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, tôi muốn dập tắt tất cả những tin đồn sai lệch đã được nghe từ mọi hướng và khẳng định rõ ràng rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu Hamas không thả con tin của chúng tôi. Về phía Hamas, trước đó người đứng đầu phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, Yahya Sinwar tuyên bố, phong trào này sẵn sàng thực hiện ngay một thỏa thuận trao đổi tất cả tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, để đổi lấy những tù nhân bị lực lượng này bắt giữ. Ông Yahya Sinwar cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức làm việc trong lĩnh vực tù nhân chuẩn bị danh sách tất cả các tù nhân nam và nữ bị giam giữ trong các nhà tù của Israel mà không có ngoại lệ để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo.